Khi mà yêu được một người đàn ông tài hoa, đẹp trai, đó là niềm mơ ước của rất nhiều các chị em phụ nữ. Thế nhưng khi mà chúng ta kết hôn với nhau rồi, về sống chung một nhà, nếu mà lúc đó phát hiện ra chồng của chúng ta là một người đào hoa, thì lúc đó các cô vợ bắt đầu trở nên hoang mang. Và cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng phải gãy đổ chỉ vì là cô vợ luôn luôn lo lắng, không hiểu là làm cách nào để giữ được chồng của mình đây, rồi không hiểu là chồng mình có chung thủy với mình hay không, rồi làm sao để có thể loại bỏ được bớt những cái ong bướm ve vãn xung quanh chồng của mình. Đó là một vấn đề rất là đau đầu đó, thưa quý vị. Coi cái clip này nãy giờ mắc cười mà nhìn qua thấy Kim còn cười nhiều hơn mình nữa. Kim lập gia đình lâu chưa? Khoảng 6 năm rồi. Ông xã có phải là người đào hoa không? Theo em nghĩ là đào hoa đồng nghĩa với lại hào hoa phong nhã. Đúng rồi. Là một người đàn ông có những cái điểm mà các người phụ nữ rất là yêu thích. Bên cạnh đó còn có nhiều cái đặc tính tốt nữa. Thành ra là mình giống như là những người phụ nữ khác cũng sẽ thích thôi. Thì chính vì những cái đặc điểm đó mà anh chàng đào hoa sẽ có nhiều vệ tinh, mà mọi người vừa xem clip là ong bướm bu xung quanh nhiều, đúng không ạ? Thì em nghĩ là chồng em là một người đào hoa, rất đào hoa. Rồi, một chút xíu tôi sẽ nghiên cứu coi là coi như đào hoa này là hạnh phúc hay đào hoa là bất hạnh nha. Rất rối lắm.